Kinh Pháp Cú Phẩm Ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứ thiện được an lạc. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Ít bạn đường, nhiều tiền. Người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc. Không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin vui lòng đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo.